风沙，狂怒至心中壮志。风沙，凝似刻卷世经典。飞鹰笑傲红苍中，凭路见风卷残云飘飘。为造中来回天飞，还受大漠踏破关山四海奔驰，凭热泪热血肝胆量心志，路剑剪西风千秋有合下人与义来造诗。狂风沙，何惧秋风底无人相依，扬手于茫茫天地爱意，至美意。我真怪得惊得你，就咁提毒于你。Trương Tọa hắn là một người sợ chết mà. Dù sao đi nữa, lần này mình nhất định giết hắn. Cháu đang muốn giết hắn, nhưng mà cháu e rằng sẽ liên lụy tới nhiều người. Nhưng mà lúc đó Quách Đình Quế chỉ nhìn thấy cháu và Quách Chánh Hoài mất tích thôi. Quách Chánh Hoài là lòng tướng đại tướng quân, giết cho hắn e rằng hoàng thượng sẽ nghĩ mình sẽ làm phản ở biên cương, rồi sẽ phái quân tới đó. Chừng đó sẽ có nhiều người bị chết qua. Cái tên gian tặc này lợi dụng biết bao nhiêu người phù hộ cho bản thân hắn để bảo tồn đại cuộc. Cháu định bỏ qua thù riêng. Cháu nghĩ cha mẹ của cháu cũng nghĩ cháu làm vậy mà. Phi à, cháu quả thật có hoài bão rộng lớn giống cha cháu. Cháu biết gì còn bỏ từ bảo tồn đại cuộc. Hồng đại ca có đứa con như vậy, chú thật là vui mừng cho ảnh. Chú ca, tất cả việc đều do chú và sư phụ dạy cho. Cháu khéo suy tính như vậy, chú thật là yên lòng. Chỉ là Quách Chánh Hoài tên cáo già, sợ nó hứa rồi nuốt lời. Chú ca đừng lo, chú bắt Quách Chánh Hoài phải hứa trước mặt các bộ lãnh của các bộ tộc, bảo đảm từ nay không hành hạ lại bá tánh nữa và không làm chuyện bậy. Chừng đó sẽ có nhiều người quản thúc, chắc hắn sẽ không làm quá đáng đâu. Ừ, cháu nói rất là đúng. Hồng Nhật Phi, ngươi không giữ lời ta, ta đã thề độc rồi, sao ngươi không thả ra? Ta bị thương cần có đại phu chữa trị. Hẹn tất cả thủ lĩnh của các bộ tộc tới làm chứng rồi. Ăn chút đi. À, bổn tướng quân lâu này nói chuyện quyết không nuốt lời, mà ngươi lại không tin ta sao? Vì ngươi làm chuyện bậy quá nhiều. Các ngươi cũng có bộ tộc khác đều nghi ngờ ngươi, ta chỉ muốn họ được yên lòng thôi. Ta có thành ý bỏ thù làm bạn với các ngươi, thậm chí trước mã ta cũng không đi cứu nữa. Nếu vậy thì tốt, ngươi làm xong chuyện này cho ta, không những ta thả ngươi, dù là Quách Đình Ngọc ta cũng không làm khó đâu. Như vậy ngươi đi ăn bài cho mau. Thầy đó hả? Phải là xui già Quách Chánh Hoài. Nói à, được phong làm phong đại đó hả? Lúc xưa thì là không thích lắm đâu, nhưng mà sau đó khi đứa con gái bỏ chạy nó mới không kiêu ngạo vậy thôi. Ờ, vậy vậy đó. Thưa các thủ lĩnh các tộc,
Hôm nay chúng ta rất hân hạnh mời được Quách Chức Quan tới tụ hội. Bây giờ Quách tướng quân có vài lời muốn nói với chúng ta đây. Các vị, Quách Chánh Quan này chánh thủ biên cương bấy nhiêu năm, thật cảm ơn các vị ủng hộ giúp đỡ, nên hành lang hạ tây mới được quản trị tốt. Như vậy, cho nên hôm nay ta muốn đảm bảo giữa các vị một việc này. Từ nay trở đi, ta sẽ ở với các vị hòa thuận, và không có cưỡng ép các người bị bán hóa đơn nữa. Ta sẽ xin hoàng thượng giảm thuế má cho các người. Cho dù lúc xưa có ân oán với bổn tướng quân, bây giờ ta sẽ bỏ qua hết. Ta đảm bảo từ nay không truy tố nữa. Hôm nay có bổn phú tước dương làm chứng, ta mong là các vị sẽ hợp tác tận tình với bổn tướng quân, khiến nơi này càng phồn thịnh và hưng thịnh lên. Ta nói hết rồi. Quách tướng quân, người nói còn một lời thề mà. Nếu như bổn tướng quân làm trái lời hứa hôm nay, ta sẽ chết dưới tay con ruột của ta. Quách tướng quân, mong tướng quân phải giữ lời hứa hẹn, đừng phụ lòng của đám lão bá tánh ở đây nha. Dĩ nhiên. Phổ thước, chừng nào ngươi mới chịu thả ta? Nếu còn không chịu thả ta đi, cha ta nhất định dẫn người sang bằng cái chùa này. Bây giờ cha ngươi ở trong tay chúng tôi, ông đã hứa là tôi nay không truy cứu chuyện xưa nữa. Quách Đình Ngọc, Quách tướng quân đã giác ngộ rồi. Sau khi ngươi đi về, hãy phụ trợ cha ngươi là việc tốt cho lão bá tánh đó. Hả? Nếu cha ta quá giả cho các người, thì chuyện xưa hãy dứt bỏ hết. Còn có chuyện này, ta mong ngươi đừng quấy ta trước mã. Ngươi đi đi. Ơ Phi à, lần này con không có dùng võ lực mà hóa giải được thù oán của cha mẹ con, thiệt là một công đức lớn đó nha. Hả? Sư phụ đã từng dạy con, đừng lấy thân mình làm trọng mà, phải nghĩ cho thế nhân trước. Tốt. Đại Nhật Như Lai, thí tài linh quang, có thể khởi pháp linh trí của người và sẽ đạt được bỉ ngàn. Cha, cha, cha không sao chứ? Cha, Hồng Nhật Phi đã đánh cha bị thương, bây giờ ở chỗ ngực vẫn thấy đau. Vậy cha hãy dưỡng sức khỏe lại nha. Nè, sư phụ đâu rồi? Hắn chưa hề về đây. Lần này không những không lấy được thuốc thánh, còn khiến cho cha bị quảng hốt nữa. Con thật là vô dụng, xin cha hãy phạt con đi. Bây giờ xét lại, con thiệt khó nên thân. Đình Ngọc, không lẽ số mạng của em thiệt là số khác cha mẹ hay sao? Đại ca nói vậy là ý gì? Lâu nam tận sức làm việc cho cha, đại ca nói vậy là dựa vào chỗ nào? Im đi, đừng có gây gỗ nữa. Đình Huệ, về việc miễn thuế má còn phải tiến hành ngay, đừng để Phổ Thúc và Hồng Nhật Phi nghi ngờ, có biết chưa? Dạ thưa cha. Đứng dậy đi. Theo như cha thấy, con nên đi ngắm phong cảnh cho rồi. Cô hai à, hôm nay không cần ta đi với cô nữa hả? Không cần đâu, thiệt là quỷ quái hả? Băng à. Cha. Ê, ăn mặc giống như một tiểu thơ nhà giàu ha. Con đó hả? Cần thì vào cách mấy cũng được mà. Vậy thì phải. Nè tiểu thơ nhà giàu à, chương diện đẹp như vậy có phải đã hẹn với Văn Ngọc Đình không?
Thật ra Văn Ngọc Đình cũng không phải tệ lắm đâu. Tướng tá đẹp trai là một nhân tài võ công không tệ. Tiếc là hắn đã có vợ thôi. Hắn chưa thành hôn đâu. Hắn chưa có thành hôn? Có thiệt không? Thằng Bảo nói hắn đã thành hôn mấy năm rồi kia mà. Cũng tại thằng Bảo nó nói bậy thôi. Nói vậy là sai rồi. Chính hắn đã thừa nhận mà. Tại thằng Bảo phá đám thôi, ép anh phải nhận nữa mà. Sao con điều tra kỹ càng quá vậy? Lại không thừa nhận là thích người ta. Bây giờ lại khai ra hết rồi đó. Trời xấu quá à, cứ phá con hoài à. Không nói chuyện tranh nữa đâu. Thế cô nương. Dạ công tử. Xin lỗi nha, chờ lâu rồi hả? Dạ không. Vậy mình lên thuyền đi nha. Mình đi nha. Thế cô nương, mời cô. Dạ công tử, đây là một chiếc thuyền quan. Không lẽ người lại quen biết thuyền phu ở đây sao? Thế cô nương à, chuyện đến nước này tôi không muốn giấu cô nữa. Thực ra ngươi đã giấu ta chuyện gì? Ta không phải là Văn Ngọc Đình. Thực ra ngươi là ai? Ta là vị công tử của đại tướng Quách Đình Ngọc. Quách Đình Ngọc? Không đâu, Quách Đình Ngọc đã bị chết rồi. Cái việc đó do tao bày kế mà thôi. Tiếc cô nương. Tôi bước ra. Nghe tao nói đi. Tại sao người gặp ta? Thật ra ta có điều khó nói. Quách Đình Ngọc, ngươi ngụy tạo thân phận, chỉ muốn gần gũi ta đi điều tra chuyện của Mã Tạc, rồi kiếm cơ hội tiêu diệt chúng ta phải không? Không phải, không phải như vậy đâu. Ngươi là con của tướng quân, còn ta là gì? Mình như là nước với lửa. Ngươi có thể bắt con Mã Tạc này về để lãnh công trước mặt người cha tướng quân của ngươi mà. Ta che giấu thân phận là muốn bắt rạc thủ vô tình thôi. Phải, ta che giấu thân phận để gạt cô. Nếu lúc xưa ta nói ta là Quách Đình Ngọc, cô có tin ta hay không? Cô có chịu nghe ta nói hay không? Cô đâu có chịu kết bạn với ta đâu. Ta đâu dám trèo cao. Bạn, ta không muốn gạt cô nữa. Tại vì ta thích cô, ta thật lòng với cô đó. Bạn, bạn à, ta thấy ta có lỗi thật. Nếu mà cô cảm thấy đánh ta hả giận, cô hãy đánh ta đi. Bạn à, hãy tin ta đi. Bạn, sau khi trạc thủ vô tình giật vợ của ta, ta không có một ngày nào vui vẻ, cho đến khi ta gặp được nàng. Ngươi không nhớ tới vợ ngươi nữa sao? Cô đã ở chung với trạc thủ vô tình. Cô bạc tình bạc nghĩa với ta. Tại sao ta không nhớ cô? Bảo chuyện gì? Không có gì. Không có gì à? Coi tướng người nha, lại muốn gì đây? Muốn gì? Bây giờ nhà cửa bị mất, ngày nào cũng bị nhốt ở trong này, nhất định bị chán chết mà. Thì ngươi cũng có thể giúp cho chú Ngạc Cát bắt lông cừu mà. Cái gì đi bán lông cừu à, để dành cho ba đồ đi làm đi. Nếu ta đi làm à, vậy làm phí trí tuệ của ta rồi. Vậy ngươi định làm sao? Nam Nhi Chí à, ở tứ phường, coi chỗ nào có thể dùng thân thì tới đó dựng cơ nghiệp lại thôi. Đừng vòng vo tam quốc, người đã có trốn rồi hả? Thật ra ta lo đám người Quách Chánh Hoa tới đuổi giết ta thôi, cho nên ta định là phải đi kiếm một cây lớn để mà chạy thần. Vậy bóng cây đó ở đâu? Tuyên Ba Xuyên đó. Cái gì? Người đi giết Mã Tặc hả? Anh Phi, người đừng có hiểu lầm có được không? Thật ra ta hợp tác với hắn mà thôi. Ta đi bán hàng cho hắn, rồi có chính sách thôi mà. Bán hàng sổ sách? Đi gặp con bạn là đúng không?
Nè, sao ngươi biết mà vẫn phải nói ra? Vậy tốt hơn sao? Nhưng mà nói thật đó nha, chị Băng đúng là một cái gái tốt. Đúng vậy. Hôm xưa ta ở xa cung cũng may là có chị chăm sóc cho. Nhưng mà ở chung với tụi má tặc, nghĩa là má tặc, ta thì không đồng ý lắm. Hey, nếu như ta có một nương tử âu yếm như hai người thì đâu có chịu đi làm mã tạc chứ. Bây giờ ta không có vàng bạc, không có nương tử, ngươi không chịu nghĩ cho ta, còn nói là anh em sao hả? Ngươi nói như vậy, lần này nhất định phải đi hả? Anh Phi à, ta nhất định phải đi một phen thôi. Có lẽ là ta sẽ cảm hóa được họ, bỏ xuống đồ đầu, lập địa thành phở. Nè anh Phi à, anh bảo anh tốt bụng lắm đó, không có làm chuyện gì xấu. Thôi nha Bảo, ngươi đừng lo liệu nha. Nhớ nha, nếu ngươi làm chuyện bậy thì không thể gặp Như Lai. Thằng Bảo này ghi nhớ. Đại Nhật Như Lai, Thí Tà Linh Hoàng. Cảm ơn chị vậy. Thằng Bảo à, từ nay ngươi sẽ là anh em của chúng ta. Uống à. Tiết Lão Đài à, thật ra ta không có biết gì đâu, ngươi phải chỉ dạy nhiều nha. Được rồi, nè uống. Má Đại Ca, hết rồi rồi hả? Để tao đổ thêm nha. Ê, đủ rồi, đủ rồi. Uống thêm đi mà. Băng à, qua đây uống một chén rượu với thằng Bảo đi. Nè Băng à, có chuyện này muốn nói với cô đó. Thì ra Giang Ngọc Đình đó là vị công tử của Quách Chánh Quai, Quách Ngọc Đình đó. Ta đã biết lâu rồi. Tại sao con biết được vậy? Anh tự nói với cô mà. Chuyện này đổ bể ra rồi, dĩ nhiên là hắn phải nói với cô thôi. Nguy, Quách Đình Ngọc đã rút quân vào Sa Cung, biết đâu hắn sẽ dẫn binh để đánh chúng ta. Cha, Đình Ngọc không phải là thứ dân này đâu. Quách Chánh Quai thù không đội trời chung với mình, hắn là kẻ địch của mình. Từ nay cha cấm con tới lùi với người của nhà họ Quách. Cha đâu thể qua đủ cái nắm gì được. Con đừng có nói nữa. Cha hỏi con, con có đem vị trí của Sa Cung nói với Quách Đình Ngọc không? Không. Băng à, vậy con có bị thiệt thòi gì không? Người đâu có thể nói như vậy được. Không phải, nó không phải ý này đâu. Thằng Bảo này là người thông minh mà vẫn bị gạt, chỉ sợ là cô. Chỉ có ta thì biết lo liệu. Băng à, hiện những chuyện liên quan tới anh em là chuyện của chúng ta, từ nay cha cấm con độc hành độc đoán. Cút tay ngươi mà thôi, má ai ta bị cha trị. Băng à, Băng à. Cô hai. Băng à. Hay quá. Cha, đã lâu rồi con không nghe được tiếng sáo của cha. Nếu từ nay ta được nhàn hạ uống rượu thổi sáo, như vậy thật là tốt. Cũng phải là sửa ngựa do sắc lạc đích thần nấu. Chúng ta cạn một ly rượu sửa ngựa nha. À, ly. Càng ly. Chú Cát à, chứ đừng có lo, Trường Thiên Sinh sẽ phù hộ cho mình được bình an đó mà. Tốt. Chú Cát. Chú Mã. Chú Mã, cái áo đẹp quá, làm cho anh Phi hả? Dạ phải, anh thử coi có vừa hay không. Thật là vừa hả? Dạ phải. Ờ Phi à, ngươi thiệt là hạnh phúc, chiếc mã xinh đẹp như vậy và còn khéo tay nữa. Ta nghĩ rằng các cô nương ở xứ Mộc Quân này không có ai bằng cổ đâu. Ba đồ thiệt là quá khen, thủ công của ta thật là thu, đâu có tinh xảo giống như Sắc Lan. Cô đừng có nói vậy, cái áo này thiệt là đặc biệt lắm đó. Đặc biệt chỗ nào? Ít ra có thêm tình ý của chiếc mã. À, phải. Chú Cát, cháu đi ra chăn cừu. À, nè, chiếc mã, cháu qua uống rượu sửa ngựa đi. Anh giúp em. Sắc Lan, muốn khóc thì khóc cho lớn đi. Người ta thì có đôi có cặp âu yếm rồi, còn em kìa, cô đơn lẻ loi. Thật ra em có thể cùng anh được vui vẻ như họ mà, sao cứ phải dành với người ta? Im miệng đi. Cho dù kiếp này em không có chồng cũng không cần anh bận tâm đâu. Dĩ nhiên không cần anh lo, em cao quý lắm. Anh đừng nói thêm nữa. Thật ra không cần nói, em cũng phải biết, người ta là vợ chồng, em làm như vậy chỉ chuốc lấy cái khổ thôi. Anh thiệt là vô dụng, anh cũng là dũng sĩ Hồng Ngân, người ta không lấy anh thiệt chồng người ta. Sắc Lan, em hãy bình tĩnh. Em buông tay ra. Sắc Lan. Em buông tay ra, buông tay ra, buông ra, buông ra, buông ra. Sắc Lan. Chứ
chừng này em mới thức tỉnh. Hả? Anh buông em ra đi. Anh muốn sao chứ? Sắc Lan, ba đồ. Chú Cáp, con đứng đây làm cái gì? Đi ngay. Chú hiểu tâm trạng bây giờ của cháu, nhưng mà cháu nên biết tình duyên là do trời định. Thật ra ba đồ lâu nay tốt với cháu lắm, tánh của nó nóng nảy một chút cho nên như vậy. Tại sao cháu không thử tiếp nhận? Từ lúc nhỏ chú coi cháu là đứa con ruột của chú. Chú không nỡ nhìn thấy cháu bỏ đi. Thật ra chú rất mong cháu ở bên cạnh chú vĩnh viễn. Chú cả ngoan, đừng có khóc. Nếu cháu không phản đối, chú sẽ nói với bà đồ, nói nhất định là vui mừng lắm. Mong là hai đứa giúp đỡ lẫn nhau, sanh con đẻ cái, vậy chú yên lòng rồi. Sắc Lan, ý của cháu thế nào? Ba đồ, ba đồ, đừng uống thêm nữa. Cha, cha đừng có cản con, cho con uống đi. Ba đồ, con nghe cha nói đi. Sắc Lan chịu lấy con rồi đó. Sắc Lan chịu lấy con à? Cha, Sắc Lan có gì tốt chứ? Cổ không dịu dàng với con, trong lòng của cổ giống như không có con mà. Coi con kìa, nói vậy bà, con uống sai rồi. Con không uống sai. Thứ nhân tài như con đây, biết bao nhiêu là con gái muốn kết bạn với con. Một Sắc Lan đó lại đáng cái gì chứ? Gả cho con à? Cho dù có gả cho con không có lấy cổ đâu. Con không có lấy cổ đâu. Ba đồ, anh em mặc thêm áo đi nha, coi chừng bị lạnh đó. Em chỉ biết lo cho anh mà thôi. Còn em nhà khoác lên đi. Dạ được rồi. Chú Cát, chú Cát, khuya giờ chưa ngủ sao? Chú ngủ không được. Bây giờ chuyện Quách Chánh Quang đã được ổn định rồi mà, chú không phiền gì nữa. Đáng lẽ để họ sớm ngày thành hôn, chú không còn lo gì nữa. Nhưng mà ai dè, chú nói ba đồ là Sắc Lan hả? Không ngờ khuyên được người này, người kia lại từ chối, không biết họ nghĩ cái gì. Có nhiều việc phải suy theo ý trời. Chú Cát không nên phiền não chuyện này. Phi chả nói đúng, từ nay tình cảm nam nữ thì thôi cứ để cho họ giải quyết. Chú Cát, anh Phi à, Sắc Lan đã bị mất tích rồi. Lúc nãy cháu có lý tâm mệnh tới liều trại, thấy đồ đạc nó rối loạn hết, cháu sợ là có chuyện gì cho nên đi kiếm khắp nơi, nhưng mà không thấy Sắc Lan. Con cờ này, cháu không làm chuyện dại dột chứ hả? Mình chia nhau đi tìm đi.
Như sợ con nhện hả? Chết rồi. Sao người kỳ vậy? Người ta đã giúp người mà không nói tiếng cảm ơn. Ủa người tập võ mà vô phép như vậy? Chuyện rồi sao? Ta tưởng người bị cầm chứ. Giờ rồi bổn thiền sư gì đang điều thường, không thể tốt lời cảm tạ. Bỏ đi, ta chỉ là đạp chết con nhện cho người thôi. Muốn đòi đáp ta sao? Ta thấy cô nương có duyên với bổn tọa lắm, ta định thâu cô làm đệ tử. Cái gì? Muốn thâu ta làm đệ tử? Không sai. Ta dạy cho cô võ công tuyệt đỉnh. Thôi đừng, ta không muốn luyện xong sẽ như ngươi vậy. Biết bao nhiêu người muốn bái ta làm sư, ta không chịu. Bây giờ cũng có một cơ hội tốt như vậy, không lẽ con muốn bỏ hay sao? Ngươi cho là cơ hội thôi, ta đâu có nghĩ như vậy. Huống chi tâm nguyện của ta chưa được toại, ta đâu có rảnh rỗi đi đi học võ. Bỏ đi, ta đi nha. Sắc Lan. Sắc Lan, cô thấy sao? Em có phải đang nằm mơ không? Không phải nằm mơ đâu, vừa đâu có sẽ được mà thôi. Sắc Lan à, mình về nha. Em không về. Cô lại làm gì đây? Các người quan tâm cho em sao? Dĩ nhiên rồi. Em không tin. Nếu không phải bằng tập về chú gáp ba đồ với ta, thằng chi chia nhau đi tìm cô trong đêm khuya chứ. Các người thì quan tâm cho em sao? Các người chỉ lo là em bị bất trắc, các người bị lương tâm cắn rứt thôi. Cô nói vậy là sai rồi. Con người sống với nhau ngoài việc bằng tâm cho nhau còn phải tôn trọng cho nhau. Nhưng mà ba đồ thì quá đáng. Phải, ba đồ đã khiến cô đau buồn, nhưng mà ta nghĩ hắn vô ý mà thôi.
cũng thù chọc tốt hắn mà. Em biết thì đáng ghét lắm, các người còn kiếm em làm gì nữa. Nếu cô bỏ đi tất cả đều đau lòng lắm. Thật ra ta và Chiếc Mã không hề giận cô đâu, chúng tôi muốn giúp cô mà thôi. Giúp? Làm sao giúp? Trừ phi trong lòng của anh có em. Tôi muốn gạt cô và cũng không muốn hại cô. Ở đây rất lạnh, thôi bây giờ nha. Cũng tại con mà thôi, say rượu nói bậy bạ. Lỡ sách lại có chuyện gì, thử hỏi làm sao mà yên lòng chứ. Chú Cát, chú đừng có như vậy mà. Mình kiếm không gặp Sát Lan thì biết đâu anh Phi kiếm sao được. Chú Cát. Chú Cát, chú của họ đã về tới rồi nè. Chú Cát. Chú Cát. Cháu thật là quá đáng đi. Sát Lan về tới rồi, đừng bực bội nữa. Sát Lan, xin lỗi em nha, tối qua anh uống rượu say. Thật ra anh thích em lắm. Em không nghe anh nói nữa. Năm Ba Đồ, tối qua Sát Lan không ngủ, chắc cũng mệt lắm rồi. Để cô nghỉ chút đi. Sát Lan à, hay là em đi nghỉ đi. Không cần anh bận tâm. Ba Đồ, còn đi. Phi à, con đã vất vả cả đêm rồi, đi nghỉ chút đi. Chú Cát, bây giờ chú khỏi phải lo lắng nữa, chú cũng đi nghỉ đi nha. Anh có mệt hay không? Để em nấu trà cho anh nha. Anh không mệt, cần gì nấu trà cho anh chứ. Sức là như thế nào? Mong là cô không sao, nhưng mà anh nghĩ rằng mình đã tìm một nơi yên lành để sống qua ngày. Hôm xưa có lẽ anh làm sai, cho nên khiến Sát Lan hiểu lầm. Chỉ cần là anh thích, anh đi đâu thì em sẽ đi theo đó. Phi à, tạm thời cháu rời khỏi ở đây, để Sát Lan khỏi suy nghĩ dẫm dừa nữa. Chú Cát à, sau khi cháu và Chiếc Mã bỏ đi, chú phải bảo trọng nha. Nè chú Cát, có việc gì nặng nhọc chú nhớ để cho bọn trẻ nó làm, còn chú thì đừng có lao lực quá. Chú biết được rồi. Quan trọng nhất là hai cháu kiếm được chỗ thích hợp thì hãy báo chú Cát liền nha. Có chuyện gì chú có thể tiếp ứng cho cháu được. Chú Cát yên tâm, hãy kiếm được chỗ ổn định rồi cháu sẽ báo tin cho chú mà. Chú Cát, chú không cần tiện đường nữa. Cháu nhà trước mãi cẩn thận nha. Dạ biết rồi chú Cát. Cô con đã về bên cha hả? Hạ trưởng đại nhân. Khoan đã, ai là hạ trưởng đại nhân của người? Thưa cha, con đã thành hôn danh phi rồi. Cha không biết, ta chỉ biết con là con dâu của Quách Tướng Quân thôi, vợ của Quách Đình Ngọc. Cha, con biết cha phiền não vì chuyện của con, nhưng mà từ nay con sẽ sống yên ổn. Lần này con về đây là để tự giả với cha. Tự giả? Con phải đi à?
Còn đi đâu? Quan Dân Phi sẽ đi kiếm một nơi rất là an lành để sinh sống. Không được, cha nhất định không cho con đi đâu. Thưa cha, con đã quyết định rồi mà. Chứ mà, không lẽ con thiệt bất hiếu vậy à? Con nỡ lòng để cha sống lẻ loi cuộc đời hỡi kiếm này hay sao? Đại nhân xin yên tâm, con sẽ lo cho Trúc Mã đàng hoàng mà. Hơn nữa tụi con sẽ về thăm cha thường xuyên. Cứ cấm miệng. Ta cho người biết, ta nhất định không để Trúc Mã đi theo người đâu. Người đâu? Dạ, mở con hai lại. Trúc Mã, Trúc Mã. Anh Phi, em xin lỗi anh, vừa rồi cha thiệt là ngang ngược quá hả? Thật ra anh cũng có lỗi mà. Anh không đem theo hoàng lễ mà đã giật đi con gái của ông. Mong là có ngày ông sẽ tha lỗi cho anh. Em cũng mong như vậy. À nè, bây giờ em định dẫn anh đi đâu? Em nhớ là hồi nhỏ em có tới một chỗ này đẹp lắm mà. Anh nhất định sẽ thích cho coi. Thôi được. Sư phụ về tới con thật an tâm. Tướng quân đâu? Cha bị bệnh rồi. Tướng mà bị bệnh à? Bệnh tình ra sao? Hôm xưa cha bị Hồng Dân Phi bắt đi, ép cha đã thốt lời hứa hẹn với đám thổ lãnh của Gáp tộc. Sau khi cha được thả về, đại quốc ức không vui, cho nên bị làm bệnh. Hồng Nhật Phi nghi ngờ, cha cháu phải đành nhượng bộ che giấu. Tiếc rằng cha cháu vì bực mình cho nên bệnh tình càng nghiêm trọng. Con bọn phải giết đi phổ chứa về Nhật Phi thì cơ bệnh của cha mới được lành lại. Chỉ là quy lực Phượng Kim Cương trưởng của Phổ Thiết thì quá lợi hại, vì ta bị trúng một chưởng cho nên đã bị nội thương rất nặng. Sư phụ bị thương ra sao? Ta đã liều thương trong hang động nhưng mà vẫn chưa được khắc phục lại hết. Lần này trở về còn phải kiếm chỗ để tịnh dưỡng và nghiên cứu võ công đối phó Phổ Thiết. Ta chỉ mong thiền sư sớm ngày tập thành kỳ công. Tốt, thế không thể danh là đệ tử của Đại Mạc Thường Lòng. Đinh Ngọc, hãy ráng mà tập luyện nha. Mai mốt là thành tài rồi, hãy tăng sức phụ trợ ta. Ta quyết không bạc đãi người đâu. Cha. Cha, cha thấy sao? Tướng quân ăn không được ngon và thấy bị tức ngực, hơn nữa đêm nào cũng nằm ác mộng hết. Cha, nếu như cha uống luôn thanh thuốc này không lành lại thì con sẽ đổi tô khác cho cha. Nhất định có linh đan diệu thuốc trở lại cho cha mà. Đình Quế, cha biết con hiếu thảo, chỉ là gần đây sức khỏe của cha không được khá, các chuyện ở trong phủ giao cho con quản lý, biết chưa? Dạ, thưa cha. Còn nữa, con người chắc tay này có giá trị lợi dụng lắm. Cha đã cho người đi kiếm hắn, hắn có thể giúp mình để điều tra rõ lại lý lịch của bọn phản tặc. Cha yên tâm, các vị trong phủ tướng quân con nhất định sẽ làm được ngàn năm lắm. Ý, chứa tay đầy da, người đã tới à? Dạ phải, Thi Thi cô nương. À, Thi Thi cô nương, cô biết tướng quân kiếm ta có chuyện gì không? Chết rồi, không biết phải về chuyện Trước Mã không? Trước Mã ra sao? Không biết nữa, con quỷ cái này biệt tâm biệt tích luôn. Cổ chỉ vì bất đắc dĩ thôi, lâu nay Trước Mã cũng hiếu thảo lắm mà. Nếu mà cổ không có gì thì nhất định cổ sẽ trở về thăm đại gia. Thiên Thiên cô nương à, thôi ta vô gặp tướng quân nha. Ừ. Thiên Thiên cô nương. Nhi công tử, kiếm ta có chuyện hả? Cô thiệt là quan tâm như Trước Mã lắm.
Nhị công tử, dù sao ta và trước mã cũng ở chung với nhau một thời gian, kể ra cũng là tình nghĩa. Thật ra ta cũng quan tâm cho nhị công tử lắm. Vậy sao? Ta nhớ hồi ở Tiêu Hồng Cá có gặp mặt qua nhị công tử, hơn nữa còn có ấn tượng rất là sâu sắc. Phải, lần đó tại vì ta làm việc cho cha, cho nên phải xông vào phòng của cô, tôi thấy có nhiều mạo phạm, cô hãy thông cảm cho. Không ngờ chỉ gặp có một lần thôi mà cậu cũng nhớ được. Thật ra với tài trí và võ công của nhị công tử mà trước mã vẫn đổi dạ, cô thiệt là khờ quá. Chỉ tiếc là nhị công tử xếp thứ hai. Xin lỗi, ta thiệt đã lỡ lời, mong là nhị công tử đừng có để trong bụng. Cái hôm trong chùa La Mài người có mặt sao? Phải. Tại sao ngươi phải đi? Vì có người báo tin nói là tướng quân có dịp biểu tới tụ họp tại chùa La Mà, nên ta mới đi thôi. Chắc vậy. Ngươi nhất định phải nắm rõ ai là người gây ra chuyện đó, ai là người phát thiệp. Dạ. Còn nữa, ta muốn ngươi đi điều tra một người đột quyết tên là Ngô Ân, nhưng mà có lẽ hắn đã đổi tên khác rồi. Ngô Ân? Dạ biết đại công tử. Chỉ cần ngươi làm xong hai công chuyện này, ta sẽ có thưởng hậu cho ngươi. Đại công tử xin yên tâm, ta nhất định tận sức hết mình. Sư phụ à, bệnh tình của sư phụ đã sao rồi? Đã lành lại nhiều rồi. Anh em, bệnh của tướng quân là sao? Ổng chưa được lành lại. Chỉ giao hết các việc cho đại ca. Nói thật xét ra, võ công và tài nghệ của con đâu có chỗ nào thua đại ca đâu. Chỉ vì anh là lớn thôi. Xưa nay con làm biết bao nhiêu việc, vẫn không thay đổi ấn tượng trong lòng của cha. Con bắt đầu nản chí rồi hả? Con không bỏ cuộc đâu. Tốt, như vậy mới là đệ tử tốt của ta. Bây giờ con đang tiến hành thu phục mã tặc, nhất định bắt cả người lẫn ngựa.红风沙，黄露似心中豪情壮志。黄风沙，遥似黑水世经意。飞鹰笑傲如苍中，凭露剑风卷残云飘飘。惠州中来回天地，战火耀。 还愁大漠踏破关山，谁可奔驰？热泪热血，肝胆两心志。傲剑剑西风，千秋有合拍，人如意来做诗。黄风沙，何惧秋风底，无人相依。